Cả anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Nguyễn Đức Hùng, chuyên gia tư vấn bất động sản và nhà quản lý bất động sản cá nhân chuyên nghiệp. Và trong nội dung ngày hôm nay, Hùng muốn chia sẻ với anh chị về 5 lý do vì sao anh chị phải đầu tư đất nền view sông suối Cát của huyện Cam Lâm. Lý do thứ nhất đó là về vị trí. Vị trí đất là chỉ là nhất cần thị, nhị cần giang và tam cần lộ. Thứ nhất là sao? Vị trí nằm sát mặt mép sông suối Dâu, gần quốc lộ 1A, chỉ cách có 50 mét thôi. Địa thế phong thủy cực kỳ là vững chãi, lưng tựa núi, view hải vẫn trải ngàn đời. Đây là một trong những cái địa thế cực kỳ là mang lại lợi ích, mang lại cái vượng khí cho cái gia chủ, hay còn gọi là tù thủy minh đường. Có nghĩa là khi anh chị mở cửa ra và anh chị đón được những cái luồng gió mới vào cái ngôi nhà tài lộc bên ngôi nhà của chúng ta. Cái yếu tố thứ hai, kết nối giao thương là thuận tiện. Tại vì gần với cái quốc lộ 1A, bên cạnh đó là có đường cao tốc Bắc Nam đã được quy hoạch, kết nối giao thương là thuận tiện. Chỉ cách trung tâm thành phố biển Nha Trang và sân bay quốc tế Cam Ranh là chỉ có 25 phút di chuyển thôi. Và cái yếu tố thứ ba đó là vị trí đắc địa. Bởi vì sao? Nếu như anh chị có đầu tư và anh chị có đi tìm hiểu về những cái dự án của những chỗ tập đoàn lớn, họ không có sông, họ không có biển, bắt buộc họ phải tạo ra được những dòng sông nhân tạo, họ phải tạo ra biển nhân tạo. Ví dụ như để mà mua một căn Vinhome của quận 2 thì bắt buộc anh chị phải bỏ ra cầm cả 1 triệu đô mà chỉ mang lại là sông nhân tạo. Ở đây anh chị chỉ bỏ là từ 7 triệu rưỡi cho tới 8 triệu rưỡi một mét vuông thôi mà anh chị đã có thể là sở hữu được một dòng sông tự nhiên, mỗi nền dao động từ 600 triệu trở lên, với tầm khoảng cỡ từ 75 cho tới 100 triệu 100 mét vuông. Đó là lý do sự khác biệt. Anh chị bỏ ra tiền thiệt mà sở hữu là dòng sông thiệt, bởi là không cảnh thiệt và những cái khí hậu trong lành mát mẻ. Cái yếu tố thứ tư đó về là cái tính pháp lý. Tất cả ở đây đều là có sổ hồng thổ cư 100%, sở hữu tự do, xây dựng sở hữu lâu dài và xây dựng tự do, và mặt tiền view sông rất thích hợp để cho anh chị dùng để biệt thự nghỉ dưỡng hoặc là anh chị phải đầu tư cho tương lai. Và cái yếu tố thứ năm là cái yếu tố cuối cùng, đó chính là một trong những cái yếu tố đặc biệt nhất về cái vị trí đất của mình, đó là cái số lượng khan hiếm. Chỉ có không có nhiều, quy mô ở cái vị trí này là chỉ có gần 60 nền thôi, nhưng mà cái những cái vị trí mà đất địa mặt tiền view sông là chỉ có là khoảng 25 nền thôi nha mọi người. Mọi người hãy nhanh tay để anh chị chỉ là những cái cư dân sớm nhất, đầu tiên nhất để sở hữu được cái đất nền view sông này. Và đừng quên hãy bấm like và đăng ký kênh của Hùng, và có thể liên hệ trực tiếp với Hùng theo số điện thoại 0909 318 349 để Hùng đưa quý chị đi tham quan cái vị trí đất này. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.